À, xin chào bạn, đây là một tựa game mới. Nó rơi vào khoảng tầm 2G. Đây các bạn có thể thấy là cái linh hồn từ trên trời khi mà xuống thì nó sẽ hóa thành người luôn. Đó, giống như chuyển dịch giữa thời gian và không gian ấy. Đây, hiện tại nó đã biến thành một cô gái rồi. Và bây giờ mình phải điều khiển cái nhân vật này để di chuyển tránh khỏi những cái sự nguy hiểm có mặt ở trên bản đồ. Các bạn cũng thấy là ở bên này là đang ở trong cái hang núi màu đen luôn. Nó bảo là hãy nhảy lên cái tảng đá này. Nó lên tiếp. Bắt đầu chạy lên một cái thang này. Wow, cái thang này cao lắm. Bắt đầu sẽ phải trèo cái thang này. Không biết là bên trên có cái gì này. Đây là đang tìm hiểu xem trèo bên trên có gì. Một tử ong luôn. À, thì ra đây là một cái giếng khơi đã cũ và bên trong người hết nước rồi. Cái giếng này ngày trước người ta tưới ngô, bây giờ tưới ngô chết khô ở ngoài đồng. Đấy, bây giờ là cái nhân vật này, cái di chuyển nhân vật này đi qua những cái vùng và trung lúc này và người thấy là có cái đoạn này thì bắt đầu nhạc rùng rợn ra lên. Đây, kéo con là kéo xe này lại. Bây giờ phải lên lên được cái nóc nhà, nhảy lên nóc nhà rồi. Sắp không nhảy được. À, chắc phải lấy đà. Được. Kéo lại ở gần xa một chút nữa. Nhảy lên, rồi. Rồi. Đoạn này là đi đến đây. Nó sẽ bị sập chỗ này. Thì ra là cái cây gỗ nó bị mục rồi. Nhảy luôn thì gỗ cũng là dễ hay bị chật chân. Đây, ở bên trong có rất nhiều con dệt. Đây là kéo cái tấm này rồi treo con dệt đi qua cái màn này. Ôi, chạy chạy lẽ lên. Con dệt nó sẽ đuổi khi bước. Đây, bắt đầu tới một cái xe ngô này. Xe này chắc là xe bánh xe trâu ngày xưa đấy. Đây là cái gì bạn? Bây giờ các căn nhà của bạn đang luôn. Không biết bên trong có cái gì này. Khóa cửa này vào để con dệt nó được không? Cũng cắn chết mình luôn. Đây là phải kéo cái tấm này đi sang bên kia. Nhớ là phải đi sang bên kia. Nó đi lên cái điểm xa xa bên kia. Để thang như thế thì qua làm sao. Chưa nhớ, qua thang như thế thì qua thế nào. Chắc chắn là cũng được có lắm. Đúng rồi. Đây là mình kéo được cái này. Mình kéo được một cái khởi động một cái cần cầu phía dưới. Tiếp theo ở đây có một cái khởi động tiếp. À, thì ra là đó, có khả năng sẽ mình để không chứ. Bây giờ mình sẽ khởi động lại một lần nữa. Kéo nó lên xa lên 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 luôn lên luôn. Bây giờ kéo lên nha. Mình đưa sang để sáng hơn đấy. Thank you.
Ôi, lên thang không biết là bên trên có sẽ có gì cả. Vẫn là một cái ngôi nhà bằng quan. Ôi, có con bọ này. Anh ơi, chạy ơi, có con bọ nữa chăng? Ôi, 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 ôi. Bọ nữa chăng? Bọ gì to chứ? May mà nó không bay được, nó bay được gần rồi nó bắt mình luôn. Bây giờ đang đi qua một cái cánh đồng. Cánh đồng này có cái gì đây? À, đi qua một cánh đồng là có một cái màn lưới. Thì đang đi vào một cái màn lưới đi. Và cánh đồng thì bắt đầu có khu rừng. Khu rừng này hồi còn rất nhiều những cây đã chết nha. Cây đã chết và chỉ có ánh sáng thì như ánh ánh mặt trời và ánh mặt trăng gì đó đang xuyên qua những cây này đã chết. Cho người ngoài hành tinh ấy xuống đây phá hủy trái đất cho nên là những cây này đã bị chưa vững hết, bây giờ chỉ còn cái gốc thôi. Đấy là quá những cái gốc đã chết, bây giờ chúng ta phải di chuyển lên vật đi qua cái khu gỗ đi. Nhìn đồ họa đẹp hết, một game này nó chỉ đang trắng. Quên, một con quái vật thì vừa chạy qua, hình như là mình phải vượt qua cái màn của con quái vật này. Bây giờ phải đi nhanh hơn một chút. Nhanh hơn một chút nữa. Xuống tới rồi. Mình xuống tới đâu nữa. Đâu phải đi cuối con quái vật sẽ bắt. Đây là con quái vật chậm. Đây thì như giống như là người ngoài hành tinh sao, nó cao 2 mét. Và nó có một cái tay rất là dài. Còn máy bám được cây mục bị gỡ vỡ mất rồi, gãy mất. Thế may mà mình bám được vào thế là còn sống. Không rớt xuống vực được, không biết là có sống sót. Gãy xương, gãy tay luôn. Ui, bây giờ là gặp con quái vật tay dài nhá, chân dài nhá. Không biết là làm sao để đi qua được này đây. Hình như là phải để nó quay lưng đi. Cái lần trước mình cũng chơi một lần rồi. Đây phải về để nó quay lưng đi. Xong mình chạy về. Đây bây giờ mình qua được rồi. Đang qua được màn. Đây màn tiếp theo rồi. Đây phải làm thế nào. À, giá phải đi tiếp này. Đi tiếp chào đây. Chào lên cao nữa. Bắt đầu vượt qua những cái tảng đá này. Quên bắt đầu thấy một con trái ra rồi. Đúng là ở đây có lộ ra không? Đúng rồi không? Ở này cũng không biết có bị lộ ra không? À, có lộ ra không? Nên phải chạy qua đường bạn của mình. Mình đang chạy ra ngõ đường này. Đưa nhưng mà đi ta vẫn bắt đầu mình là sao qua chỗ này đó, nó quay lưng đi rồi, quay lưng đi rồi, quay mặt ra này rồi. Nên làm sao để đi nhanh qua mà nó không bị phát hiện luôn. Đây nó quay lưng đi rồi, trở về được rồi. Đi đi qua rồi, đi qua. À, đi ra cảnh sát thì nó vẫn ở trên đầu này, nó chạy chưa? Quầy, nó nhảy cao hơn mình luôn. Giờ mình đang di chuyển sang một cái bát khác này. Đấy. Giờ phải đi qua đây, ra qua đằng này. Đây là cái khu này rồi, khu rừng. Cái rừng này toàn bị cây đổ chắc rễ rồi. Thêm một con quái vật nữa. Con này con người ngoài tinh, bây giờ phải làm thế nào để đi qua chỗ này đây. Dùng cái dịch nhẹ nhẹ ra gần ngoài chứ. Nghĩa là dịch ra đến vậy. Mình đang quan sát nó đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vừa phát hiện mình chạy đấy. Trong này không có thức ăn nước uống gì cả, chỉ việc chạy thôi. Ở trong rừng này bây giờ quái vật đã quá nhiều, đang tìm ăn cá này, thích ăn này, rồi lấy cả tất cả cái sự sống ở trên trái đất này. Bây giờ những cây này bây giờ chỉ còn là những cây bị chết rồi. Vâng, bây giờ lại vào gặp quái vật thế này. Chạy lên núi đâu, phải chạy lên núi thì bắt đầu cây này vẫn còn nước nhá, còn nước có thể là những cây cỏ vẫn còn sống, nhưng mà những cây to là đi, còn quái vật này nó đấy rồi. Vâng, bây giờ làm thế nào đây? Con quái vật này nó vẫn nhìn này được không? Bây giờ phải làm thế nào đi, đi qua được chỗ này đây. Nó ở yên luôn. Lúc mình đang di chuyển thì nó đã quay mặt lại rồi. Bây giờ mình di chuyển. Thế là an toàn rồi. May thế, vượt qua rồi. Tiếp theo mình trượt xuống một con dốc. Chạy xuống con dốc đi qua một cái thung lũng, hình như đoạn thì ra như vậy. Đó là một phần của những việc này, thứ hai thì nó hai năm đây mình đã chơi Echo này. Đó, muốn ném xuống tảng đá thì dễ thôi, mình ném con quái vật đó, nó nhảy sẽ ở xuống dưới đâu. Đây mình đã xèo lên trên, đó thì quái vật sẽ không bỏ, đã qua được màn này rồi. Bây giờ đang tiến sâu vào khu rừng lại tiếp tục. Ở đây có sương mù luôn nhé, sương luôn này, sương rất là mỏng, rất là nhanh khói sương.
Bây giờ phải di chuyển con nhân vật này ra khỏi mắt lửa cháy này xem nó như là hình như là những cây này bị cháy rất đen thui ấy này, đang cháy, đang bị bốc cháy. Rồi con nhân vật chúng ta đang đi trên lửa ấy, đang rất là bị bỏng rát bỏng chân luôn.